Tập 29. Đi thôi. Đi. Tôi đi ngăn ông ấy lại. Người đàn ông lúc như vậy, chúng ta bám theo ta sao ông ta đi đâu? Như vậy không hay đâu. Dù gì ông ấy cũng là đặc phái viên của đại quỷ. Cô có thấy đặc phái viên nào biến mất một ngày một đêm không về báo cáo không? Đi. Người đâu? Anh nhìn rõ không? Không, chúng ta phải báo cáo với chính quỷ. Được. Mọi người chú ý, tìm kỹ dao, đừng bỏ qua góc cách nào. Rõ. Đây là cái gì? Chính quỷ. Đây là đồ mà người dân trên núi dùng để cầu thần bắt phước. Chính quỷ. Chính quỷ. Khách tử, chú các cậu có phát hiện được gì không? Tôi đã hỏi thôn dân xung quanh, không ai gặp lão cát cả. Vậy Liễu Yên thì sao? Không luôn. Tôi đã nói với liên lạc viên của các thôn rồi. Có tin tức gì thì họ cũng thông báo cho chúng ta ngay. Chính quỷ. Cô treo cái này lên à? Nói lịch tình gì vậy? Trên đường tới đây tôi nhìn thấy nhiều sợi dây đỏ này lắm. Y hệt luôn. Tôi còn tưởng người trên núi dùng để cầu phúc. Đi. Chúng ta đi xem tiếp dân và Tống Minh có tin tức gì không. Đi. Chính quỷ, từ từ thôi. Sao vậy? Tôi không hiểu nổi. Quân tạ vì sao cứ bắt bao nhiêu người chúng ta đến Trấn Thanh Mộc giúp đội du kích? Tiểu Mục, nếu Lý Yên thực sự bị đội du kích đưa đi, tất cả sẽ do tôi lo liệu. Anh tập trung chuẩn bị chiến đấu trước là được. Không cần anh hỏi, Tiểu Mục tự biết phải làm sao. Bây giờ tình hình thế nào vẫn chưa biết. Nếu như người ta từ chối thì sao? Tôi tin đội du kích biết rõ nặng nhẹ. Tôi nói anh nghe, tôi không có định kiến về Cộng sản Đảng. Tôi rất cảm kích Trương Giác và những người đã cứu Liễu Yên. Nhưng mà tôi tuyệt đối không tha cho lão cát đó đâu. Tiểu Mục, trong đội ngũ nào cũng có những kẻ bại hoại, có xử lý kịp thời hay không, đó mới là thủ đoạn thử thách lập trường đảng phái.
Tông Minh, anh nhìn kìa. Anh xem đây, nhìn quen lắm đúng không? Hình như là sợi dây giống nhau. Đúng, anh xem cách buộc này, cách thắt nút này y hệt luôn. Chắc chắn là cùng một người làm. Liễu Yên chắc chắn từ đến đây. Anh làm gì vậy? Cô làm gì thì có? Kêu gì chứ, nơi đây rất gần nơi đóng quân. Liễu Yên mà về thì vài bước là về rồi. Sao phải để lại sợi dây đỏ? Nhất định là cô ấy đang gặp rắc rối gì. Để lại sợi dây đỏ này báo hiệu cho chúng ta. Anh hét như vậy khiến cô ấy càng rắc rối hơn. Đúng, chúng ta phải bàn với chính quỷ. Đúng, chưa biết chừng Liễu Yên đã về doanh trại rồi. Đi. Anh là bí thư Ngô của địa quỹ Trung Cộng phải không? Phải. Trương Hiểu Hiền, thiếu tá tham mưu quân 69. Xin giới thiệu với anh. Đợi một chút, để tôi đoán. Đây chắc chắn là thượng súng tiến tâm Lẫy Lừng, liên trưởng Mục Lương Phùng. Xin chào. Có thể đồng chí Lão Cát đã gặp phải tình huống đặc biệt, đã không liên lạc với địa quỹ 2 ngày rồi. Sắp xếp ổn thỏa, anh nói sẽ có anh ta 2 ngày rồi không tìm được. Tiểu Mục, bí thư Ngô, không còn sớm nữa, chúng ta đi thôi. Được, có câu này tôi phải nói trước. Điều kiện trong núi khá gian khổ, mong mọi người chuẩn bị tâm lý trước. Tôi lớn lên trong núi, gian khổ tới mức nào tôi cũng rõ hơn các anh. Đi thôi. Được, xin mời. Đi. Không chỉ ở đó, hôm nay chúng tôi cũng tìm thấy mấy sợi dây ở chỗ khác. Nếu đó như vậy, thực sự là Liễu Yên đang báo hiệu cho chúng ta. Liễu Yên đang ở trong núi. Chính quỷ, vậy chúng ta theo vị trí của sợi dây là tìm được Liễu Yên mà. Đúng, không thể chậm trễ. Chính quỷ, bí thư Ngô của địa quỷ đưa liên đội đặc vụ của quân 69 đến cho chúng ta đóng quân. Quân 69 họ tới đây làm gì? Sao lại quên mất chuyện này? Trước đây họ chỉ nói giúp chúng ta hỗ trợ phòng thủ. Tôi còn tưởng họ nói miệng, không ngờ họ đến thật. Quân đoàn 69 thì ra cũng giữ lời thật. Vậy công việc đi tìm Liễu Yên. Như vậy đi, Hắc Tử, cậu đưa người đi tìm lần theo sợi dây đỏ. Được. Tống Minh, Tiết Dân, hai người ở lại đón liên đội đặc vụ với tôi. Liễu Yên, không biết hôm qua ăn phải cái gì mà đau bụng quá. Có nghiêm trọng không? Vậy chúng ta đi thôi. Như vậy đi, chúng ta về thôi. Về tìm thí sinh. Vì sao? Cô xem, cô cũng mệt rồi. Tôi lại đau bụng. Đi về nghỉ ngơi thôi. Đừng, tôi nghĩ hình như tôi nhớ ra điều gì rồi. Con đường này hình như tôi đã đi qua. Chúng ta đi tiếp đi. Không không, vẫn nên về đi. Chuyện này không gấp đâu. Cô nói xem. Nào, đi về đi. Được. Vậy chúng ta đi về tìm thiết sinh. Được. Bí thư Ngô, tôi đã từng gặp cậu này. Hai người quen nhau sao? Tốt quá. Có duyên từng gặp một lần. Lần đó may nhờ có chính quỷ nhậm dẫn đội du kích đánh đến kịp thời. Nếu không chúng tôi đã bị giặc phanh thay rồi. Chúng tôi chỉ làm việc chúng tôi nên làm, không đáng nhắc tới. Cậu đây là Mục Lương Phùng, con trai Mục Đại Minh. Cậu chính là Tiểu Mục. Bớt diễn đi. Không phải các người đói cha tôi. Tiểu Mục, chúng ta đến hỗ trợ phòng thủ. Ha,
Thế người Nhậm, chị xem chúng tôi ở đâu thì hợp lý. Được. Tất cả các đồng chí của đội du kích, bây giờ chúng ta dừng lại hết phòng để các anh em liên đội đặc vụ ở. Mọi người ở đâu? Nhà kho ở đâu trả được? Lập tức hành động. Đợi đã, không cần phiền phức như vậy. Chúng tôi đã mang theo lều rồi. Tất cả lấy tiểu đội làm đơn vị khảo sát địa hình đóng doanh tại chỗ. Rõ. Bên trái quay, bên phải quay, chạy đều. Chỉ huy Nhậm, anh ấy hơi nóng tính, chị đừng có để bụng. Không sao. Mạnh Tử, đi. Chạy đều, chạy. Chính quỷ, đây là lần đầu tiên chúng ta hợp tác với quốc dân đảng. Phải chú ý đoàn kết. Yên tâm đi Bí Thư Ngôn, chúng tôi sẽ cố gắng hỗ trợ công việc của họ. Trên chiến trường tôi đã từng thấy một lần, đúng là họ có rất nhiều điều đáng để chúng ta học tập. Còn phải học theo họ ư? Lúc đánh được chúng ta vẫn phải chi viện cho bọn họ. Đủ rồi. Sao rồi? Có phát hiện gì không? Sau khi đến đây không phát hiện được gì nữa. Sợi dây đỏ đến đây là hết. Chẳng phát hiện được gì. Chúng ta về đã. Đi. Đi. Chính quyền Nhậm, chỗ này giao cho cô. Cô mau đến địa ủy thông báo cho chi đội xung quanh. Cuộc đại chiến sắp đến, mọi người phải nâng cao cảnh giác. Ba điểm này phải bố trí người trước. Lý trưởng Mục, không còn sớm nữa. Tôi còn phải xuống núi xử lý việc khác. Nếu các cậu cần gì thì có thể tìm chính quyền Nhiệm bất cứ lúc nào. Vất vả cho anh quá. Được, tạm biệt. Tạm biệt. Tạm biệt Bí Thư Ngô. Tạm biệt. Chính quyền Nhậm, đợi một chút. Tôi muốn hỏi thăm về một người. Một người tên là Trương Giác. Hai người biết Trương Giác ư? Là như vậy, nhờ có anh ấy, chúng tôi mới phá hủy thành công sự chế tạo của quân Nhật. Nếu mọi người quen biết anh ấy thì có thể cho chúng tôi gặp nhau không? Anh ấy làm sao? Anh ấy đã hy sinh rồi. Không phải chứ. Trước khi hành động chúng tôi còn gặp anh ấy. Trương Giác hy sinh vì cứu Liễu Yên đó. Cứu Liễu Yên. Chính Liễu Yên đã nói với chúng tôi như vậy. Bây giờ Liễu Yên đang ở đâu? Tông Minh, chúng tôi cũng đang đi tìm. Yên tâm, nhất định sẽ tìm được cô ấy. Anh có thể giúp tôi một việc không? Việc gì cô nói đi. Anh có thể giúp tôi chỉ báo cáo chi tiết về việc Trương Giác đã giúp đỡ các anh như thế nào không? Sao lại bảo tôi giết? Còn phải hỏi sao? Ban đầu Trương Giác dựa vào thân phận Hán Giang trà trộn vào nội bộ quân Nhật bị hiểu lầm rồi. Đừng. Cô đừng có khóc. Đây là chuyện lớn. Bây giờ tôi giết ngay. Giáo tử Lan, anh giết đi. Tôi ký. Không vấn đề gì. Lần đó tôi làm nhiệm vụ. Để tôi giết. Cảm ơn. Chính quỷ. Chính quỷ. Chính quỷ. Cậu tìm thấy cái này ở đâu? Ở bên bờ sông bên kia. Qua sông thì không còn thấy nữa. Thí sinh, về rồi sao? Sao rồi? Có chuyện gì vậy?
Chính quỷ, đây là điểm đánh dấu gần căn cứ nhất. Đến đây thì không thấy sợi dây đỏ nữa. Nơi này cách nơi đóng quân của đội du kích chưa đến 1,5 km. Dớ dẫn. Nơi này thường xuyên có người của chúng tôi tuần tra. Chỉ cần quái kêu là một tiếng chúng tôi sẽ nghe thấy. Nếu quái hét lên thì e là mất mạng rồi. Giờ xem như Liễu Yên gặp nguy hiểm rồi. Còn dựa vào cái gì mà cho là như vậy? Chị vẫn chưa nhìn ra ý đồ của cái này sao? Ý đồ gì? Liễu Yên bị kẻ khác khống chế. Cô ấy cố gắng dẫn dụ những kẻ đó đến gần căn cứ này. Nhưng đến đây không biết vì sao bị đối phương phát hiện ra. Vậy nên chúng không chỉ lấy mất sợi dây đỏ mà còn tức tốc rút lui. Vậy bây giờ chúng ta phải làm sao? Liên trưởng, anh xem. Đứng im. Làm gì vậy? Đứng yên đó, hắc tử. Chính quyền nhậm. Nếu tôi nhớ không nhầm thì chiếc bút bi này là của chị. Bỏ súng xuống đi. Ở đây trừ chị ai dùng loại bút bi này nữa. Lão Cát, chính quỷ đánh thắng trận rồi, vất vả rồi. Tôi mang chiến lợi phẩm tới cho hai người, mỗi người một cái, một đôi. Nào, giống y hệt nhau. Đây. Được, được, được. Cảm ơn nhé. Lão Cát cũng có một cái. Vậy là đúng rồi. Chúng ta đi. Đi. Chúng ta đi đâu? Lão Cát có một ngôi nhà nhỏ ở phía trước. Lúc ông ta bắt cóc tôi đã đưa đến đó. Hắn từng bắt cóc cậu ư? Còn nhiều chuyện gì không biết lắm. Rốt cuộc cô có nói không? Có nói không? Đừng có ngất đi. Có nói không? Có nói không? Có nói không? Xem mày cứng họng đến mức nào. Thiết sinh. Đánh vậy mà đó cũng không nói. Xem ra phải dùng biện pháp mạnh. Cô ta còn bỏ cả tiểu mục rồi. Lần này Liễu Yên liều mạng rồi. Dứt quyết không nghe. Không nghe cũng phải nghe. Đã liên lạc với ông chủ bên đó rồi. Nếu không lấy được thứ đó thì tôi và anh đều toi đời. Xem mày cứng họng đến mức nào. Nhét giấy qua ô cửa sổ làm ám hiệu liên lạc. Quân thống sao? Trò giặc của đoàn thuế cảnh, không ngờ lại gặp đồng chí cũ ở đây. Sao các anh cũng gọi là đồng chí? Mới nhập ngũ sao? Tôi đã là cậu mới nhập ngũ sao? Từ sau trận chiến Tùng Hổ, đoàn thuế cảnh đã thuộc quân một mới rồi. Sao lại liên quan đến Cộng sản đảng? Lát nữa sẽ biết thôi.
mắc câu rồi. Hai người ở đây đợi. Được rồi, chúng ta đi. A Quý, cô đi làm gì? Người ta đã nói rồi, bảo chúng ta ở đây đợi, chúng ta đừng có làm loạn nữa. Ở đây đợi thì anh đợi đi. Tôi không nghe lời Quốc Dân Đảng đâu. Chớp mắt đã biến mất rồi, có nhìn rõ không? Trời sắp tối rồi, nếu thực sự không được thì chúng ta về trấn đợi đi. Suốt ngày bảo đi tìm Liễu Yên, khó khăn lắm mới có manh mối, sao lại lùi lại? Anh làm gì vậy? Cô lại cười nhạo tôi. Đâu phải cô không thấy thủ đoạn của đám người ở liên đội đặc vụ? Có bọn họ ở đó, tôi như vậy là làm loạn đó. Anh không nghe một Lưu Phụng nói Liễu Yên không nhận ra anh ta sao? Lần này là đội du kích chúng ta chưa biết chừng, là đến tìm anh đó. Cô hiểu nhầm rồi Tiết Dân. Liễu Y vì cứu một Lưu Phùng mà dám xông vào sở nghiên cứu của quân Nhật, chuyện gì cũng bất chấp. Trừ kính phục ra, tôi không có ý nghĩ khác. Là Dương Bằng, sáng lại đến đây. Sao còn lại đến đây? Không phải anh để lại ám hiệu gọi tôi đến sao? Cái gì mà tôi để lại ám hiệu? Không hay rồi, đưa Liễu Yên lập tức rời đi. Đi. Báo lên. Chắc là hướng này. Đợi đã. Anh cầm lấy cái này. Sao vậy? Tôi nhớ ra rồi. Lúc hái thuốc tôi từng đến đây. Bên núi kia có con đường nhỏ. Đường nhỏ, thiếu tá Quốc Dân Đảng đó chắc chắn còn biết. Đi. Anh tự đi đi, tôi đi thông báo cho họ. Được. Chú ý an toàn. Ra nhà sao xem. Đi. Tôi phải lột da bọn chúng. Tiết Dân, Chí Quỷ, bên kia phát hiện một con đường nhỏ, chúng ta đi thử xem sao. Đi qua bên đó đi. Đi. Tông Minh đâu? Anh ấy qua đó trước rồi. Làm bừa, còn đứng ngay ra đó làm gì? Giữ tôi qua đó mau. Rõ. Ở đây chúng không đuổi theo được đâu. Đi. Đứng yên. Bỏ súng xuống đi. Bỏ súng xuống. Tông Minh, mau lên. Tông Minh à, đi, buông tay cô ấy ra. Liễu Yên, Liễu Yên à. Đừng làm hại Tông Minh. Cậu ra tay ta đánh chết mày. Ngoan ngoãn đi. Ngoan ngoãn nào. Làm gì vậy? Đừng làm hại Tông Minh. Đứng yên. Rất quan tâm đến đó phải không? Đừng làm hại Tông Minh. Được.
Tôi có thể cho các người không phải chịu tội, nhưng bà phải ngoan ngoãn, không được nói linh tinh hay làm bừa. Nghe chưa? Nghe thấy chưa? Nghe rồi. Đi, Thiết Sinh, đi bên đây. Đi, mau lên. Đợi một chút. Súng. Cái này tôi đưa cho Tông Minh phòng thân. Không phải anh ấy đã. Im đi. Sau khi chúng tôi đi, hai người. Được, tôi hiểu rồi. Nào, đưa tôi con dao. Chính Bỉ à, họ đang làm gì vậy? Nhìn đi, đừng nói gì. Dầu súng. Đó là cái gì? Dầu súng. Làm gì? Đốt lửa soi đường. Cầm cái thứ này lắc qua lắc lại, không phải là chỉ đường cho chúng sao? Cậu hiểu cái gì? Làm thêm mấy cái y như vậy. Mau đi đi. Tiết Dân, dẫn hai người đi theo cậu ấy. Những người khác theo tôi. Chính quỷ tìm rồi chứ không có. Chỉ có súng của Tông Minh. Chỉ tìm được súng của Tông Minh thôi sao? Không phát hiện được gì. Tiểu Liên trưởng Ngục, trời đã tối rồi. Tìm người trong rừng y như là mò kim đáy bể. Hay là như vậy, đợi sáng mai sau khi trời sáng, tôi sẽ triệu tập đội viên du kích tìm lại lần nữa. Không được. Có rút lui thì các cô rút lui đi. Tôi đưa người của tôi đi tìm tiếp. Tiểu Mục à, đội du kích quen thuộc hơn anh. Nghe họ đi. Được, thì chúng ta đi. Đi, rút lui. Mau rời khỏi đây đi. Đợi một chút. Đi lâu lắm rồi, không có động tĩnh gì. Lão Cát có chạy khỏi đó không? Đợi thêm đi. Chúng ta giao dịch được không? Các ông đừng phí sức. Tôi sẽ không giao thứ đó cho các người đâu. Tôi nói cô biết, nếu không lấy được thứ đó, tôi và Thiết Sinh kiểu gì cũng phải chết. Nhưng mà giờ khác rồi. Ít nhất cô cũng phải nghĩ cho Tông Minh chứ. Liễu Yên, đừng nghe hắn. Câm miệng. Làm gì vậy? Được, tôi sẽ giết tên gốc này. Sau đó xử cô sao? Chưa biết chừng còn có thể giết được một Lương Phùng. Nếu đã muốn chết cả lũ thì làm đến cùng đi. Thiết Sinh, một chuyện đơn giản mà làm cho đáng sợ vậy. Tôi nói các người biết, nếu các người đưa tôi đi lấy đồ, lấy được rồi, tôi đảm bảo hai người được quay về không hề hấn gì. Thật không hiểu suốt cuộc vì sao. Vì sao ư?
Tôi vốn có nói gì cô cũng không hiểu. Tóm lại bây giờ bị lộ rồi, tôi cũng chẳng vì cái gì, vì muốn được sống thôi mà. Được, tôi đồng ý với các người, nhưng các người phải đảm bảo tôi đưa đồ cho các người xong, các người phải thả Tông Minh đi. Đến đó rồi nói sao. Tôi sẽ thả sao? Cô không có tư cách trả giá ở đây. Đi. Làm gì chứ? Cô đã đi là đi sao? Đi. Đi xung quanh xem thử. Anh ở đây dịch cái gì vậy? Nhỏ tiếng thôi. Anh nghĩ lão Cát không chuồn rồi chứ? Không, hắn ở trong khe núi đó. Ở quanh đây thôi. Tôi vừa nghe thấy tiếng của Liễu Yên rồi. Sao tôi không nghe thấy? Anh không nghe nhầm chứ? Tôi cảm nhận được bây giờ cô ấy đang rất nguy hiểm. Có chuyện gì vậy? Anh ấy bảo chúng ta quay về. Anh ấy làm gì vậy? Anh ấy gọi Mãnh Tử và Thuận Tử quay về. Chẳng lẽ không đợi nữa ư? Có thể là có tình hình gì mới. Đi. Nếu đã biết lão Cát đang ở gần đây, tại sao phải gọi họ về? Bây giờ nhiệm vụ cấp bách của lão Cát là tin tình báo. Nếu cứ ép hắn thì hắn sẽ nghĩ Liễu Yên và Tông Minh là gánh nặng, sẽ giết họ để chạy thoát. Vậy nên chúng ta phải khiến hắn lơ là cảnh giác. Như vậy thì Liễu Yên và Tông Minh vẫn sẽ nằm trong tay bọn chúng. Khu rừng rộng lớn như vậy, chúng ta rất khó tìm ra tung tích bọn họ. Hắc Tử, cậu lập tức chạy về căn cứ, đưa người phong tỏa đường xuống núi thật ầm ĩ. Vậy không phải là báo tin cho lão Cát sao? Đúng. Vừa khiến hắn ở lại trong núi, vừa phải khiến chúng nghĩ rằng căn cứ của chúng ta đang vừa không nhà trống. Đi mau, nghe lời của liên trưởng một đi. Đi. Nguy hiểm thật. Thí sinh, đi. Đứng dậy. Đi. Đi. Mau. Sao mà mất kiên nhẫn vậy? Liễu Yên đang bị thương, chắc chắn Lão Cát chưa đi xa. Chính vì vậy tôi mới sợ chúng chó cùng rứt dậu. Vậy giờ phải làm sao? Liễu Yên sẽ không từ bỏ đâu. Tôi tin cô ấy. Cô ấy nhất định sẽ nghĩ cách để lại ký hiệu cho chúng ta. Chia nhau ra tìm. Đi, đi theo. Đi. Lề mề quá. Mau lên đi. Đứng lại. Không đúng. Đây là đường về căn cứ của đội du kích. Cô dám lừa chúng tôi sao? Làm sao tôi dám lừa các người? Nếu tôi đem đồ xuống núi thì các người đã lục được ở Trấn Thanh Mộc rồi. Có khả năng này. Không tìm được đồ trên người cô ta và một đương phùng. Khả năng là giấu ở gần căn cứ. Ở đây nguy hiểm quá. Có người. Mau, lại đây. Hình như là đi canh giữ đường lên núi rồi. Vậy là căn cứ trống không. Nhìn gì mà nhìn?
Tôi nói cho cô biết, đừng có dở trò. Ngoan ngoãn đi. Đi, đi phía trước. Đi, đi, mau lên. Sao rồi? Liên trưởng, anh xem. Cái này chắc chắn chị dâu để lại. Liên trưởng, tôi và bản tử tìm được một sợi dây đỏ. Tìm thấy ở đâu? Trên đồi kia. Đúng vậy, của Lưu Yên để lại. Chắc chắn là họ từ đây đi về căn cứ rồi. Đi. Đi. Tôi nói cho anh biết, chuyện mà cậu đã hứa với tôi nhất định phải làm cho được. Cho dù đưa thư hối lỗi cho anh, thì bây giờ anh cũng không về Trung Cộng được nữa. Gặp ông chủ có ích gì? Cái này cậu không cần lo, tôi có cách. Tôi sẽ cố gắng. Không phải cố gắng mà là nhất định. Không làm được thì anh chết chắc. Sao vẫn chưa đến? Phía trước là tới rồi. Đợi đã. Như vậy là ngay dưới mí mắt của đồ du kích rồi. Thí sinh, hình như cậu từng đưa tôi đến đây rồi. Đúng. Phải. Đi theo đường này. Thứ đó ở ngay phía trước. Thí sinh, đi đi. Lên phía trước xem thử. Sao anh không đi? Được. Tôi đi. Cậu trong chừng hai người này. Tôi biết rồi. Thiết sinh, anh có đảm bảo sau khi lão Cát lấy được đồ thì hai chúng tôi được sống sót không? Tất nhiên, hai người sống sót không gây nguy hiểm gì cho chúng tôi. Vậy lão Cát thì sao? Dùng kế ly gián à? Có tin tôi giết hai người luôn không? Lùi lại. Thiết sinh, tôi không có ý ly gián. Thật ra tôi sống hay chết không quan trọng. Tôi chỉ mong Tông Minh được sống. Tôi không muốn cậu ấy chết. Điều này anh làm được chứ? Lão Cát làm gì được tôi? Anh vẫn chưa hiểu lời Lão Cát vừa nói. Ông ta muốn giết người diệt khẩu. Thiết sinh, anh không đấu được Lão Cát đâu. Nếu như cô nói, tôi sẽ giết tên Tông Minh ngu ngốc dính trên chiếc tay này. Hơn nữa, Lão Cát không to gan như vậy. Lão Cát là người như thế nào? Chắc anh rõ nhất. Ông ta đã từng làm gì ở Phong Lăng Độ? Anh thấy hết mà. Ông ta đã chia cắt tôi và một Lương Phùng. Ông ta còn muốn giết tôi. Tôi hận ông ta. Nhưng mà thí sinh, tôi không hận anh. Lát nữa Lão Cát giết người diệt khẩu thật, tôi sẽ ngăn ông ta lại. Bất kể thế nào, tôi cũng mong hai người được sống. Hai người không được chết. Được không? Im miệng đi. Tôi biết phải làm thế nào. Ai đe dọa đến tôi, tôi sẽ không để kẻ đó yên đâu. Không sao, xung quanh không có ai. Đi. Anh đi trước đi. Cái gì? Anh đi trước đi. Được. Được thôi. Đi nào, Tông Minh. Báo cáo. Vào đi. Di Lạc Viên ở Trấn Thanh Mộc đã trả lời. Gặp được nhau rồi. Lần này đích thân cậu đi, nhất định không được sai sót gì. Dạ, thuộc hạ sẽ sớm mai sẽ xuất phát. Bên phía quân Nhật thế nào rồi?
đã dần dần tiến đến Tân Đại Hưng, điều chỉnh quân đội. Hôm nay tập kết được một đại đội. Một đại đội ư? Dạ. Cứ mặc kệ hắn. Đi đi. Rõ. Thư hối lỗi. Các bách vệ nhảy vào dũng bùng thì đừng mong bò ra nữa.